Báo cáo các bác, hôm nay chúng tôi đi xe đạp. Từ tờ mờ sáng được chứng kiến một cái cảnh đẹp lắm. Hừng đông. Nó là quá là đẹp luôn. Đấy. Thế cho nên là ghi lại một cái khoảnh khắc này để các bác chiêm ngưỡng. Có thể nói rất thú vị. Ở trên đường đi hôm nay thì chúng tôi có ghé vào một cái trang trại. Đây, một cái trang trại đây. Nhưng bên trong này nói chung là toàn trồng cây ăn quả thôi. Có một chỗ để xây dựng để chơi kia nhưng mà nhiều cẩu quá. Ồ, đẹp quá. Thế chúng tôi lại đi tiếp và đến một cái vị trí mà ngày xưa tôi nhớ là ngày xưa tôi đã từng gặt hái và chăn trâu ở đây. Chăn trâu ở đây. Ở bên kia đấy, cánh đồng bên kia kìa. Để xin vào đây xin nước mưa. Nếu khát nước vào xin nước mưa. Ngày xưa nó chưa có cái cầu bên này đâu. À, chúng tôi phải đi ở bên kia. Bây giờ người ta đã xây dựng một cái cầu bằng thép như thế này đó, qua cái dòng sông này. Đây nó như là một cái ốc đảo ấy. Ngày xưa gia đình này ở đây là nhà bác ấy như là một cái khu riêng biệt ở giữa cánh đồng luôn. Và bây giờ thì nhà bác ấy vẫn là ở cái khu vực ngoài giữa cánh đồng này chứ cũng chưa có một gia đình nào ở gần đây. Thì chúng tôi mới vào đây xem nó phát triển như nào thì thấy là ngày xưa thì đúng là cuộc sống nó khó khăn. Nhưng bây giờ thì con cái của bác ấy, cháu chắt của bác ấy rất là khá rồi. Xây dựng được cái ngôi nhà đẹp, khang trang lắm. Thì vào đây thì có gặp được cháu nội của bác, bác ấy ngày xưa. Cụ năm nay nếu còn thì cũng phải đến gần trăm. Đấy là nuôi lợn này. Trăm. Nhưng cụ mất từ lâu rồi, hai cụ mất từ lâu rồi. Chúng tôi vào đây thăm thấy phong cảnh đẹp mà nó khang trang này cũng rất phấn khởi. Thăm một lúc thì có bác con út thì bác ấy mới mời chúng tôi vào nhà uống nước và hàn huyên câu chuyện cũng khá lâu. Đấy là cuộc sống của các bác ấy bây giờ khá giả này, cũng mừng cho các bác vườn cược đẹp, con cái trưởng thành. Ngồi nói chuyện với các bác ấy hàn huyên một lúc thì các bác ấy cũng nhận ra mình là người ngày xưa. Cái sông này, cái đẹp này. Lúc sau thì chúng tôi xin phép và trong lòng vẫn còn tràn đầy những cái cảm xúc của tuổi thơ ấu ngày xưa mới có 14, 15 tuổi đi gặt lúa gánh rạ ở đây. Hay có thể nói là những cái kỷ niệm xưa cũ nó quay về hết sức là xúc động. Tạm biệt các bác ấy thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường với hành trình đạp xe của mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.